Trong 7 ngày vắng ông táo, các gia đình thường dán giấy đỏ có viết tên hoặc vẽ hình các táo trên bếp. Việc làm này phần vì ý niệm xua trừ tà khí, phần có ý chào đón các táo trở về phòng khi chủ nhà quá bận vào đêm giao thừa. Cuối năm sau, khi táo quân về trầu trời thì hóa mảnh giấy cũ xuống và dán mảnh giấy đỏ mới lên. Tỉa chân hương và thay cho bát hương việc thay cho bát hương và tỉa bớt chân hương rất quan trọng và chỉ được phép thực hiện vào cuối năm, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, ông công ông táo về trời, đến trước ngày 30 Tết. Người làm công việc dọn dẹp cũng phải tắm rửa sạch sẽ, thực hiện công việc với sự thành tâm. Sau khi thắp một nén hương xin phép trên bàn thờ, gia chủ sẽ rút từng chân hương một cho đến khi còn lại một vài chân hương đẹp nhất, thường là ở con số lẻ 3, 5, 7, 9. Số chân hương đã rút đi này sau đó được mang hóa, cho đổ xuống sông hoặc hoa nước tưới vào gốc cây. Tiếp đó là trang hoàng lại nhà cửa. Người xưa tin rằng cuối năm lau chùi, dọn dẹp đồ đạc, thải bỏ đồ vật không cần thiết là cách để xua đuổi tà khí trong nhà, mang đến cho không gian sống, nhất là khu vực bếp núc nơi gia đình thường xuyên sinh hoạt quây quần, một nguồn sinh khí mới. Chuẩn bị bữa cơm tất niên đầm ấm, theo lệ, bữa cơm tất niên đòi hỏi các gia đình trong gia đình tề tiệu đầy đủ, không vắng một ai. Nhiều người không thể về bên gia đình trong mâm cơm họp mặt cuối năm này thì họ sẽ được báo ngày làm lễ để hướng về gia đình. Mở cửa bật đèn đón sinh khí từ đất trời. Đêm 30 Tết, tất cả các cửa chính và các cửa nhà phải được mở trước giao thừa. Đèn nến bật càng nhiều càng tốt để cả nhà tràn ngập ánh sáng, đón nguồn sinh khí linh thiêng từ đất trời, mang lại sức sống và may mắn cho cả gia đình. Khi thời khắc giao thừa đến, con cái sẽ chúc bố mẹ những lời chúc tốt đẹp, cùng nhau lên chùa hái lộc đầu năm. Ở nhiều nơi, những ai làm ăn đều chọn đêm giao thừa để xuất hành với mong ước mọi chuyện sẽ gặp nhiều thuận lợi trong năm mới.